Người niệm Phật phải biểu hiện ra một tấm gương tốt của mình. Đây chính là tự độ, độ tha, làm gương cho đại chúng thấy, nhất là cho những vị đồng tu học Phật. Khi lâm chung, ta thể hiện rõ tướng vãng sanh cho mọi người xem, khiến họ sanh lòng tin tưởng. Người thật sự niệm Phật và vãng sanh chắc chắn sẽ độ rất nhiều người. Theo một số người gọi đó là thoại tướng vãng sanh. Đây đều là do công phu tu dưỡng lúc bình thường. Nếu như hàng ngày công phu tu dưỡng của chúng ta không đủ sâu, đến lúc lâm chung tay chân quờ quàng, không tự làm chủ được, tu hành như vậy là sai rồi. Đặc biệt là tu phước, đoạn ác tu phước. Chúng ta tích lũy công đức mà không nghĩ đến việc hưởng phước, chỉ lo tu phước nhưng không hưởng phước, để dành phước báo này đến khi lâm chung hưởng. Lâm chung hưởng phước gì? Đó là đầu óc minh mẫn không mê hoặc. Được như vậy là đại phước báo. Quý vị hãy nói xem, tất cả chúng sanh có người nào mà không vãng sanh chứ? Tuy nhiên vãng sanh về đâu, điều này không nhất định. Có người vãng sanh về súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo, hoặc vãng sanh về địa ngục đạo. Sinh mạng là đời đời kiếp kiếp nối nhau không dứt đoạn. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ, nếu như quý vị thật sự hiểu rõ, hiểu thấu, thì không có việc sanh tử, chỉ là thay đổi một cái thân khác mà thôi. Thân này dùng hư rồi, kiếp sau thay một cái thân khác. Tuy nhiên, phải xem quý vị thay một cái thân gì, như thế nào. Người thông minh bậc nhất, khi đổi thân phải là thân tử ma kim sắc của Như Lai. Đó mới là người thượng thượng căn, người thật sự thông minh. Ngược lại, nếu thay một cái thân của súc sanh, của ngạ quỷ, thì quý vị đã sai lầm quá lớn. Người thế gian nói sanh tử, người học Phật chúng ta rõ biết việc sanh tử chẳng hề có, chỉ là thay một cái thân thể khác mà thôi, và đây là sự thật. Cho nên chúng ta chẳng nên sợ hãi đối với sanh tử, phải hiểu rõ thật tướng của nó. Trong Phật Pháp gọi là liễu sanh tử, nghĩa là thật sự hiểu rõ thật tướng của sanh tử. Khi đó, quý vị sẽ không còn sợ hãi khi trực diện với nó. Hãy xem người thế gian tham sống sợ chết. Vừa nhắc đến cái chết là vô cùng kinh hoàng. Nhìn thấy chữ tử liền cho là không may, không kiết tường. Ngược lại, đối với người học Phật chúng ta thì luôn luôn dán chữ tử ở trước mặt. À, mì, thua. Amen.
Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật.